Là nó sát mụn, còn để lâu quá là bị da bị hư, bị sẹo á, chứ không phải là để xong nó hết đâu. Con bị vậy là trên mặt có rồi, ở lưng với lại ngực của mình có bị không? Không hả? Nay là con học lớp mấy rồi ha Thiện? Giờ lớp 10. Lớp 10 à? Vậy chắc mới vô lớp 10 đúng không? Hay là tốt nghiệp lớp 10 đúng rồi? Giờ sắp lớp 11. À, sắp vô lớp 11 đúng không? Chắc con thi rồi đúng không? Giờ chưa. Ừ. Con học trường nào hả Thiện? Giờ vô trường tuổi. Ừ, ở dưới quận 12 luôn hả? Hay là ở đâu? Giờ 42. Ừ. Thả lỏng đi, thả lỏng. Căng Sao thẳng gì vậy? chương trình kết thúc mai cho nó Nãy giờ con cô cứ lấy quá trời nè. thả lỏng đi Ừ. thì nó đỡ đau hơn, đau chịu được mà. Mấy lần đầu vậy thôi, mấy lần sau là rất là nhẹ nhàng. À, con bị mụn nhiều như vậy á, con phải rửa mặt sạch sạch nè, ít nhất là phải rửa một ngày 2 lần này ha. Mấy cái ra giường ra gối rồi á, với lại khăn mặt mình lau á là phải vệ sinh, rửa cái gì giặt á, giặt xong rồi mình phơi nắng. Chứ mình mà mình không có vệ sinh mấy đó là có trị mụn hết đi chăng nữa thì vài bữa nữa nó cũng bị lên lại á, nó bị tái lên tái lại miết. Nên mình lớn rồi thì mình phải có một cái chế độ chăm sóc da. Con có chơi thể thao không hả Thiện? Có hả? Đá banh hay là cái gì? Vậy đó mình. Đá banh hả? Mới có ở dưới mặt thôi, chưa có lên trên trán. Trên trán là nhiều nhất, mà cứ làm quen cảm giác chứ đi đã. Lát nữa cô lấy trên trán cho. Con cảm giác như thế nào hả Thiện? Chơi bình thường. À, bình thường hết nhá, bình thường mà, có sao đâu. Rồi, như đây được bên rồi đó chà. Đây. Ừ, con cảm giác con sợ vậy thôi chứ cô làm nó không có một xíu, không có bị chảy máu, rất là nhẹ nhàng. Con đừng có để lâu quá là con biết sao là nó bị viêm, lúc đó là nó sẹo luôn rồi. Này mình lấy dưới đây trước đi.
giống mẹ. Mẹ trước cũng có bị không? Có. Chị họ gái bụng nhiều lắm. Dạ. Yeah. Hai mẹ con qua đây rồi ba có biết không? Giấu ba. Giấu ba hả? Này nhìn nè, mụn nè thì. Đây con mở mắt lên nhìn nè. Cô mới lấy cho con nè. Thấy không? Này mụn nè, thấy chưa? Cố gắng lên nha. Hồi xưa thì nó tự nhiên được, bây giờ mấy cháu này nó ăn uống này kia nó cũng độc này này kia rồi, đâu có phải giống ngày xưa mình ăn uống nó, môi trường ăn uống này kia nó trong sạch đâu, bây giờ nó phải khác. Anh của Thiện hả? Anh Thiện là bao nhiêu tuổi hả chị? Nó lỏng rồi, con đừng có bệnh miệng, cô lấy cục. Mua sữa rửa mặt về nó cũng không chịu sữa, không chịu xài nó. Vậy đó hả? Nó cục này bự nè. Chỉ nó xài nó cũng không chịu xài nữa nha. Anh này thì sợ xấu nên chắc xin được. Mình có đi học giỏi đi chăng nữa mà mình ra đời mà cái ngoại mà hình của mình nó không có được ấy, da mình nó xấu nó sẹo này kia, nhìn mình có ngoại hình một xíu da láng này kia nó cũng là một cái thuận lợi cho tương lai của mình đấy chứ con, chứ còn mình da mình nó xấu nó sẹo rỗ nhìn mặt nó dữ á, người ta nhìn mình nó không có thiện cảm. Nếu mà da mình đẹp này kia thì người ta sẽ đánh giá mình là người biết chăm sóc bản thân, yêu bản thân, đúng không? Còn mình bỏ bê cưng bản thân mình thì tự nhiên người mình nó sẽ không có uy tín bằng những người sáng sủa, đúng không? Con giỏi quá trời nè. Để cô coi còn cái nào. Rồi giờ cô làm cái chén nha.